Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo từ khán giả Đông Phương Hào ạ. Chồng tôi năm nay thì 30 tuổi, đi khám ở bệnh viện Tim Hà Nội, bệnh viện kết luận là hở van động mạch chủ 3/4. Chồng tôi có uống thuốc và không thấy có triệu chứng đau ngực hay khó thở. Như vậy chồng tôi có phải phẫu thuật để thay van tim không ạ? Rất mong nhận được phản hồi của bác sĩ ạ. Nếu mà bệnh nhân đã đi khám ở bệnh viện Tim Hà Nội, đấy là một bệnh viện của tim của thành phố. Và ở đấy là các bác sĩ chuyên khoa về tim mạch. Vì vậy tôi rất tin tưởng vào cái chẩn đoán là hở chủ 3/4. Đấy là một cái hở chủ tương đối nhiều. Nhưng mà bởi vì là bệnh nhân vẫn đang đáp ứng với thuốc tốt, và chắc chắn là cái hở chủ này nó không ảnh hưởng nhiều, nó không gây biến chứng, không làm cho bệnh nhân đau ngực, không làm cho bệnh nhân khó thở. Cho nên các bác sĩ vẫn cầm cự là cho uống thuốc. Tại vì thế này, bệnh nhân này có 35 tuổi. Cho nên nếu mà mổ sớm quá, chúng ta biết tuổi thọ của cái van nó chỉ có khoảng 15 năm thôi, 15-20 năm thôi. Thế nếu mà chúng ta 35 tuổi mà chúng ta va thay một cái van cơ học, mà chúng ta bảo quản cái van rất tốt cũng chỉ 20 năm, 20 năm có nghĩa là 55 tuổi thì chúng ta lại phải mổ để thay van khác. Vì vậy cho nên là tôi cũng hiểu là bác sĩ của Bệnh viện Tim Hà Nội họ muốn là dùng thuốc đã, kéo dài cái thời gian được càng lâu càng tốt. Và khi bệnh nhân bắt đầu có biến chứng của cái hở chủ này, là cụ thể là gì? Thứ nhất là bệnh nhân có biểu hiện đau ngực. Thứ hai là bệnh nhân có biểu hiện khó thở. Thứ ba là bệnh nhân có biểu hiện mệt, không làm được việc nặng, thì bắt buộc là bệnh nhân phải đi khám để chúng tôi kiểm tra thật kỹ và chúng tôi quyết định cái chuyện mổ thay van không. Dạ vâng ạ.